mầm loạn tô bự biết tương kế tiệu kế ông Tổng đê ma làm phản. Bắt đầu từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng, ghế thủ tướng và ghế tổng bí thư dần trở nên mâu thuẫn. Trước ông Dũng theo vai vế trong đảng, thủ tướng và tất cả các vị trí khác đều chịu sự lãnh đạo của tổng bí thư. Tuy nhiên vì nông đức mạnh quá nhu nhược nên không giữ được vai trò của tổng bí thư và bị ông Dũng lấn lướt. Sau khi Nguyễn Phú Trọng thay nông đức mạnh, Trọng vốn đa mưu túc kế chứ không khờ khạo như nông đức mạnh. Tuy nhiên phải mất hơn nửa nhiệm kỳ đầu tiên để ngồi vào ghế tổng bí thư. Sau nhiều nỗ lực nhằm chất phế Nguyễn Tấn Dũng thì ông Trọng mới loại được kẻ thù chính trị khó chơi này. Ông Nguyễn Tấn Dũng từng thành công với công thức tứ trụ vào Bộ Công an thời Lê Hồng Anh làm Bộ trưởng. Thời kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt nông đức mạnh là lúc Lê Hồng Anh làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Hồng Anh trưởng thành từ Kiên Giang cùng với Nguyễn Tấn Dũng. Sức mạnh của Nguyễn Tấn Dũng có được một phần là bởi ông dùng tiền để thao túng chính trường. Đồng thời, chính ông cũng nắm được Bộ Công an đến nhiệm kỳ thứ hai của ông, tức là Trung ương Đảng khóa 11. Ông Trần Đại Quang thay thế Lê Hồng Anh nắm Bộ Công an, từ đó ông Trọng mới ngoi lên và quật được Nguyễn Tấn Dũng. Có vẻ như sau khi quật được Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Phú Trọng cũng học được công thức để phát huy sức mạnh chính trị, đấy là tứ trụ cộng Bộ Công an. Từ năm 2016 khi Tô Lâm lên làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò và đốt củi. Từ đó đến nay, ông đã đốt không biết bao nhiêu là củi. Đó chính là những đồng chí của ông trước đó đã từng được ca ngợi, là những thế hệ lãnh đạo mới. Ông Tô Lâm đã trở thành tâm phúc của Nguyễn Phú Trọng, tuân theo tất cả các mệnh lệnh của ông. Nhờ đó, ông Trọng muốn bẻ ai thành củi thì cứ bẻ. Bộ Công an trở thành công cụ để diệt các đồng chí trong đảng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 được trưng dụng để thu thập tài liệu về những quan chức tham nhũng, rồi lưu vào kho khi cần ông Trọng sẽ lấy ra làm công cụ để đốt lò. Đây là công việc vô cùng quan trọng, mang lại cho ông Tổng sức mạnh vô đối, đồng thời giúp cho Tô Lâm nắm được những lá bài tẩy của các quan chức khác. Tô Lâm đã giao việc kiểm soát công việc này cho Nguyễn Duy Ngọc, một đồng hương Hưng Yên của ông ta. Ông Ngọc được giao nắm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 từ năm 2018. Hiện ông Nguyễn Duy Ngọc là Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Ông Nguyễn Phú Trọng dùng Bộ Công an để làm nên sức mạnh chính trị và nay lại đang gặp rắc rối lớn với chính Tô Lâm. Một nguồn tin nội bộ cho biết tại kỳ họp Bộ Chính trị vừa qua, sau khi Võ Văn Thưởng nộp đơn từ chức, ông Tô Lâm đã đòi phải đưa Nguyễn Duy Ngọc lên làm chức trưởng ban tổ chức trung ương của bà Trương Thị Mai. Mục đích của Tô Lâm là dùng những tư liệu bao lâu nay mà C03 thu thập được để đe dọa các thành viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, buộc họ phải bỏ phiếu cho Tô Lâm tại Đại hội Đảng lần thứ 14 tới đây. Nguồn tin trên cũng cho biết bà Trương Thị Mai cũng đã nộp đơn từ chức nhưng lá đơn của bà chưa được chấp thuận. Nếu bà Mai cũng từ chức và Tô Lâm thành công đem Nguyễn Duy Ngọc chám vào thì xem như Tô Lâm kiểm soát được số đông cả Trung ương Đảng lẫn Bộ Chính trị. Vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng của Bộ Chính trị đang chần chừ. Những việc mà trước đây ông Tô Lâm đã làm giúp ông Trọng trở nên vô đối trên bàn cờ chính trị thì nay Tô Lâm sử dụng lại những công cụ ấy để mà đoạt quyền lực từ tay ông Tổng. Đây được xem như Tô Lâm tương kế của Nguyễn Phú Trọng để mà tiệu kế cho chính mình. Tô Lâm đang dùng chính công cụ của Nguyễn Phú Trọng để tạo phản với ông Trọng. Hiện cũng có thông tin cho biết Phan Đình Trạc đang nhảy ra đòi giành ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là phản ứng của phe Nghệ An và phe ông Tổng để cản đường Tô Lâm. Tuy nhiên chưa biết ông Trạc có thành công hay không. Nếu ông Trạc thất bại thì Tô Lâm sẽ ung dung xoán ngôi Tổng Bí Thư mà không gặp trở ngại lớn nào. Tô Lâm đang bày binh bố trận, diễn biến tiếp theo là gì chỉ có thể đợi xem phản ứng của các bên và thời gian sẽ trả lời trong thời gian ngắn. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Mầm loạn Tô Bự
biết tương kế tiệu kế ông Tổng để mà làm phản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô ra tay, cánh miền Nam sạch bóng tứ trụ. Hai cậu ấm nhà Ba Dũng sẽ ra sao đây? Ông Nguyễn Tấn Dũng đang dùng quan hệ để xây dựng sự nghiệp chính trị cho hai cậu con trai của ông. Số phận của Nguyễn Thanh Nghị phụ thuộc vào sức mạnh chính trị của Phạm Minh Chính. Vậy thì ai là người đỡ đầu cho người con út của ông Ba Dũng? Thông thường dư luận chỉ chú ý đến Nguyễn Thanh Nghị mà ít ai để ý đến Nguyễn Minh Chiết. Bởi cho đến nay Nguyễn Minh Chiết chưa vào được Trung ương Đảng, sự nghiệp chính trị của Nguyễn Minh Chiết còn xa mới đạt được như Nguyễn Thanh Nghị. Võ Văn Thưởng ngã ngựa, ai sẽ dìu tiếp đàn em của Nguyễn Minh Chiết? Ngày 12 tháng 12 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng, khi đó là Thường trực Ban Bí thư, đã dẫn đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Trong đoàn này có một nhân vật đi theo tháp tùng Võ Văn Thưởng, đó là Nguyễn Minh Chiết, con út của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thật ra Nguyễn Minh Chiết chẳng có vai trò gì trong đoàn này, chẳng qua Võ Văn Thưởng dẫn theo để Chiết tập sự trong môi trường làm việc với lãnh đạo cấp cao. Ông Võ Văn Thưởng là người đi lên từ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Thưởng cũng từng là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước khi được điều ra Hà Nội làm trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Việc ông Thưởng dẫn theo Nguyễn Minh Chiết được cho là có bàn tay đạo diễn của ông Nguyễn Tấn Dũng, chứ Nguyễn Minh Chiết không đủ vai vế để tham gia ở tầm cỡ như vậy. Nếu Tô Lâm thực sự hạ được Võ Văn Thưởng ngay giữa nhiệm kỳ này thì cánh miền Nam xem như chẳng còn ai trong tứ trụ. Và từ lúc này Thưởng sẽ không còn có khả năng để dìu dắt đàn em Nguyễn Minh Chiết tiếp. Chuyện Tô Lâm khuynh đảo chính trường, trước mắt ông Võ Văn Thưởng trở thành nạn nhân. Nếu Bộ trưởng Công an và tứ trụ bị dẫn dắt theo kịch bản của Tô Lâm thì câu chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng hơn. Nếu thực sự ông Tô Lâm sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch nước và vị trí Bộ trưởng Bộ Công an rơi vào tay Lương Tâm Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc thì khi đó Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ gặp sóng gió. Một khi Tô Lâm thành công với kế hoạch cướp ghế Tổng Bí thư thì người tiếp theo mà Tô Lâm muốn hạ đó là Phạm Minh Chính, người từng là đối thủ của Tô Lâm trong Bộ Công an. Tô Lâm kẻ đang làm đảo lộn mọi kịch bản của người khác. Theo đánh giá của một nguồn tin từ nội bộ, ông Chính và ông Tô Lâm thực sự là những kẻ thù không đợi trời chung. Nếu chức Tổng Bí thư rơi vào tay Phạm Minh Chính thì Chính không tha cho Tô Lâm và ngược lại cũng như thế. Cho nên có thể thấy dù muốn hay không, Phạm Minh Chính cũng phải dồn hết sức lực vào vị trí đối phó với Tô Lâm. Lúc đó ông Chính khó mà rảnh tay để nâng đỡ Nguyễn Thanh Nghị cho được. Lẽ ra Nguyễn Thanh Nghị có thể làm Phó Thủ tướng, chám vào ghế trống của Lê Văn Thành để lại. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa ai ngồi được vào chiếc ghế trống này. Điều đó cho thấy quyền lực của Phạm Minh Chính không giới hạn, cũng có giới hạn chứ không thể sắp xếp mọi thứ theo như ý được. Bởi khi các bên đều giành giật, ngã giá mãi không xong, thì ghế vẫn cứ trống. Vậy thì khi Tô Lâm có quyền lực lớn đủ để lấn lướt Phạm Minh Chính, thì lúc đó lại càng khó khăn thêm cho Nguyễn Thanh Nghị. Phe nào cũng muốn cài người của mình vào những vị trí quyền lực. Vấn đề là phe nào tạo được ưu thế thì sẽ thắng. Cú quật cờ của Tô Lâm sẽ làm chính trường Việt Nam đảo lộn. Tô Lâm đang muốn áp đặt luật chơi riêng thay cho luật chơi bấy lâu nay dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn đang ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an và Tô Lâm đã phá vỡ quy tắc, nếu ông giành được ghế Tổng Bí thư thì mọi luật chơi cũ sẽ bị đảo lộn và luật chơi mới do Tô Lâm thiết lập. Khi đó, hai con trai của Ba Dũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều bởi kịch bản của Ba Dũng có nguy cơ bị phá sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô ra tay, cánh miền Nam sạch bóng tứ trụ, hai cậu ấm nhà Ba Dũng sẽ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de